Kính thưa quý vị và các bạn, Cần Thơ đề xuất dự án ODA giao thông vốn trên 2.728 tỷ đồng. Dự án sẽ hoàn thành là động lực liên kết, thúc đẩy phát triển thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang cũng như của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 24 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký công văn số 59 BC Ủy ban nhân dân báo cáo và đề xuất dự án sử dụng nguồn vốn ODA, dự án phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, dự án có hai phần, hợp phần chính gồm hợp phần nâng cấp, mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang, quốc lộ 61C, giai đoạn 2, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ và hợp đồng đường kết nối quận Ô Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Về cơ chế tài chính trong nước, thành phố Cần Thơ sẽ thỏa thuận vay lại với Bộ Tài chính đối với nguồn vốn cho vay lại của dự án, 10% vốn vay của VKB tương đương với 113,52 tỷ đồng, với tổng thời gian vay là 20 năm, trong đó 4 năm ân hạn. Thời gian thực hiện của dự án từ đầu năm 2022 đến năm 2026. Dự kiến tiến độ giải ngân trong năm 2022 bố trí 720 tỷ đồng để thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư, kế hoạch bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng một phần của khối lượng. Năm 2023 bố trí 1.020 tỷ đồng để tiếp tục giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng một phần của khối lượng. Năm 2023 bố trí 1.020 tỷ đồng để tiếp tục giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng. Năm 2024 bố trí 8 tỷ đồng để xây thi công xây dựng. Năm 2025 bố trí phần còn lại để hoàn thành dự án, nghiệm thu công trình.